Xin chào những người đang theo dõi cái series video CMO này của tôi. Và trong video này thì tôi sẽ nói về bài học là làm thế nào để xây dựng được các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh số. Trong lĩnh vực bán buôn hay là lĩnh vực bán lẻ thì có một điều chắc chắn, đấy là chúng ta phải tung ra rất nhiều các chương trình khuyến mại. Chắc chắn rồi, đặc biệt là trong bán lẻ. Ngày nay các nhà bán lẻ đã làm chiều khách hàng, làm hư khách hàng bằng cách là giảm giá vô tội vạ, giảm giá rất nhiều. Cụ thể các bạn có thể thấy đầu mùa mỗi một bộ sưu tập về thời trang thì đã giảm giá 30%, 50% đầu mùa. Ngày xưa chúng ta thấy là chỉ có khi mà khách hàng cuối vụ hoặc là đến khi mà khách hàng gọi là vào những cái đợt thanh lý vân vân thì mới được mua những cái sản phẩm như vậy với cái mức giá như vậy. Nhưng bây giờ đầu mùa đầu vụ là đã sale đến 50%, 30%. Thử hỏi rằng là khách hàng còn kiên nhẫn đợi đến cuối vụ để mua hay không. Và bây giờ nếu như không có khuyến mại thì khá là nhiều khách hàng sẽ chờ đợi, bởi vì nếu bạn không giảm giá thì sẽ có bên khác giảm giá, nếu thương hiệu của bạn không giảm giá thì sẽ có thương hiệu của đối thủ giảm giá, hoặc là họ biết rằng bạn đã giảm giá, họ sẽ chờ đợi. Đấy là một sự thật. Và có lẽ chúng ta phải sống chung với điều này, hoặc là chúng ta phải xây dựng thương hiệu của chúng ta là không có giảm giá ngay từ đầu. Chúng ta bán đúng giá ngay từ đầu và sản phẩm của chúng ta có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng với một cái mức giá tiền hợp lý, thì chúng ta sẽ khiến khách hàng phải xuống tiền ngay mà không cần đợi giảm giá. Còn nếu không, họ sẽ đợi. Vâng, bây giờ là gần Tết của năm 2023. Tôi cũng được nghỉ ở cơ quan, tối cũng không phải đi dạy nữa. Thế thì hôm nay tôi đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi qua rất nhiều các trung tâm thương mại và vào các cửa hàng. Thế thì các sản phẩm về cơ bản thời trang thì tôi thấy là người ta đi mua cũng tùy vào thương hiệu, cũng có những thương hiệu mua sắm rất đông, thường là những thương hiệu rẻ, những thương hiệu đắt tiền 5-7 triệu, 10 triệu một sản phẩm thì vắng hơn. Thế thì người ta đều để ý đến các cái biển giảm giá hết. Đều để ý đến cái biển giảm giá. Cho nên là cái kỹ thuật tung các chương trình khuyến mại là kỹ thuật rất là quan trọng đối với người làm kinh doanh và cả những người làm marketing nữa. Và tôi sẽ trình bày với các bạn một số những cái gợi ý, một số cái lời khuyên. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể search là 35 tuyệt chiêu khuyến mại ở trên YouTube nha. Các bạn search 35 tuyệt chiêu khuyến mại thì tôi đã dạy các bạn từ rất lâu rồi, từ 6-7 năm trước rồi. Có rất nhiều cái cách thức để tung ra các chương trình khuyến mại, không chỉ bao gồm là giảm giá. Nó có thể là giảm giá một chút, giảm giá thanh lý, đúng không ạ? Giảm giá cuối vụ, đúng không ạ? Rồi thì giảm giá hàng tồn kho, rồi kỹ thuật đặt giá lẻ. Đặt giá lẻ ví dụ như là 299, 199, 249, 899K thì đấy gọi là kỹ thuật đặt giá lẻ. Khuyến mại sản phẩm nhưng mà đi kèm dịch vụ. Thí dụ như là mua cái sản phẩm này nhưng được tặng cái dịch vụ này. Mua cái xe hơi thì được tặng cái dịch vụ bảo dưỡng. Đấy. Hoặc là tặng bảo hành. Đang làm 1 năm bảo hành thì bây giờ tặng 2 năm bảo hành. Đấy. Hay là cam kết là 1 đổi 1. Khuyến mại 1 đổi 1 thì để tăng cái khả năng mua hàng lên. Thí dụ như hãng Casper, đúng không ạ? Họ tung ra chương trình là một đổi một trong vòng 12 tháng và bảo hành lên tới 24 tháng. Thế là họ đã thấy là chương trình bán hàng của họ hấp dẫn hơn hẳn. Và như vậy họ có khả năng tiếp cận khách hàng và thu hút được khách hàng tốt hơn. Đấy. Hoặc là chơi các cái trò chơi bốc thăm trúng thưởng nhưng mà phải bốc thăm luôn trúng. Chứ còn bốc thăm mà thỉnh thoảng hoặc là rất hiếm khi mới trúng thì người ta không còn muốn chơi nữa. Thí dụ bạn có thể làm cái con quay phi tiêu hoặc là bấm random nhưng mà sẽ luôn trúng. Nhưng có thể trúng một cái giải rất nhỏ thôi nhưng mà ít nhất người ta luôn trúng. Đó. Rồi thì khuyến mại về cam kết, về chất lượng, về liệu trình, đúng không? Cam kết bằng hợp đồng. Đấy. Rồi khuyến mại ăn theo các sự kiện lớn trong năm. Trong một năm nó có những sự kiện gì tôi sẽ tính cho các bạn theo lịch dương nhé. Theo lịch dương thì chúng ta có Tết dương lịch. Đấy, rồi thì chúng ta sẽ có ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine, ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ngày mùng 1 tháng 6 là Quốc tế Thiếu nhi,
đúng không ạ? Các cái ngày lễ về nghề nghiệp, thí dụ như là ngày của thầy thuốc, ngày của giáo viên, ngày của báo chí, đúng không ạ? Đấy, ngày của quân đội, ngày của công an, nó có những cái ngày lễ nghề nghiệp, ngày tôn vinh nghề nghiệp thì mình cũng có thể ăn theo. Đấy, rồi thì ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh, đúng không ạ? Rồi thì ngày phụ nữ Việt Nam, mùng 20 tháng 10, rồi ngày tựu trường, mùng 5 tháng 9, rồi thì ngày chuẩn bị đến những ngày Noel, rồi thì Tết ta, đúng không ạ? Vâng, Tết âm lịch đấy. Thì đấy là một số những cái ngày mà gọi là tuần chay nào cũng có nước mắt. Đấy, thì tôi gọi nó là các cái sự kiện khuyến mại ăn theo các sự kiện lớn trong năm. Hoặc là chúng ta cũng có Black Friday, hoặc là ngày độc thân, hoặc là ngày của chúng ta. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể khuyến mại theo sự kiện thời gian thực. Thí dụ như ngày hôm qua Viettel khuyến mại cho tất cả các khách hàng nhân dịp Việt Nam đá hòa Thái Lan, thí dụ như thế. Khuyến mại combo sản phẩm, tức là bán hàng theo combo, mua một sản phẩm giá này, mua hai sản phẩm giá này, mua ba sản phẩm giá này. Đấy, rồi theo dạng packing, ví dụ như là một chai bia thì bán là 10.000, nhưng mà một lớp 6 chai thì lại chỉ bán 50.000 thôi, 48.000 thôi, thì người ta sẽ mua nhiều. Đấy, mua cả thùng 24 chai, thì người ta sẽ lại mua nhiều hơn nữa. Đấy, kiểu kiểu như thế. Và cái cách làm của các cái người làm marketing tôi khuyên là gì? Đấy là chúng ta có 52 tuần trong một năm, thì chúng ta làm sẵn một cái kế hoạch khuyến mại cho 52 tuần bằng 52 chương trình khác nhau. Đấy, bằng 52 chương trình. Có thể là chúng ta có nhiều sản phẩm thì chúng ta khuyến mại nhiều sản phẩm, hoặc là tuần này khuyến mại sản phẩm này, tuần sau khuyến mại sản phẩm này, tuần sau cái này. Sau đó chúng ta đảo các chương trình khuyến mại, chúng ta đảo các chương trình khuyến mại. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy đây, lịch dương 14 tháng 2, 18 tháng 3, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, back to school rồi 29, 20, vân vân, kể hết với các bạn rồi. Rồi ngày của cha, ngày của mẹ, ngày sinh nhật của khách hàng, ngày sinh nhật công ty nhá. Làm sẵn một cái file Excel có 52 tuần. Mỗi tuần là có sẵn ít nhất một chương trình khuyến mại. Chúng ta có thể kết hợp với các đối tác để tặng quà khuyến mại cho khách hàng. Đấy, tặng sản phẩm cho dịch vụ, tặng dịch vụ cho sản phẩm, tăng cái chương trình bảo hành, chương trình chiết khấu. Đấy, và chúng ta phải nghĩ ra được những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn và chương trình lạ, sốc để thu hút khách hàng. Đấy, suy cho đến cùng thì nó cũng vẫn là giảm giá mà thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải nghĩ ra được chương trình và tính thời điểm của chương trình, đúng không? Thí dụ những cái tuyệt chiêu khác như là khách hàng tự do trả giá, đúng không? Bù tiền thừa cho khách hàng bằng quà tặng, các dịch vụ cao cấp miễn phí, hay là các dịch vụ cao cấp cho sản phẩm dịch vụ thấp cấp. Đấy, rồi thì cho phép so sánh giá, đúng không ạ? Luôn thêm chứ không bớt, đúng không? Khuyến mại cho đối tác và kết hợp với các đối tác. Đấy, thí dụ như là đây tôi làm cái chương trình ngày xưa rất là kinh điển, đấy là chương trình lăn kim không đồng, mà có thể nói là trở thành kinh điển của spa từ những cái năm 2015, tức là cách đây đã 8 năm rồi. Tức là tôi sẽ làm miễn phí, tôi làm miễn phí về thuốc, miễn phí về công, miễn phí về liệu trình, miễn phí về spa, tất cả mọi thứ đều miễn phí. Chương trình lăn kim ngày xưa là nó có cái công nghệ lăn kim trên mặt để làm cho da mặt nó đẹp. Đấy. Và tôi chạy cái chương trình đấy cực kỳ hiệu quả đến nỗi mà tất cả các spa sau đấy là phải phải bắt chước. Đấy. Và trở thành một tiêu chuẩn. Đấy. Thế thì không đồng như vậy thì tôi thu tiền kiểu gì? Thì tôi thu tiền bằng cách là đến khách hàng đến thì tôi sẽ bán cho họ bộ kim, và bộ kim đấy thì tôi lấy 2 triệu. Thì như vậy tôi đã bù đắp được toàn bộ cái chi phí về về quảng cáo, chi phí về về giá cốt của dịch vụ, và tôi vẫn có lãi. Tất nhiên đó là câu chuyện của 8 năm trước, khi mà thị trường nó vẫn còn sơ khai và mông muội, ít người bán và khách hàng vẫn còn cảm thấy là chương trình của tôi là rất là hấp dẫn. Nhưng mà tôi muốn minh chứng cho mọi người thấy rằng là đấy là những cái chương trình rất là hiệu quả. Đấy. Thế thì tương tự như vậy các bạn có thể thấy bây giờ thì có rất nhiều các cái chương trình khuyến mại. Đấy. Thế thì tôi sẽ cho các bạn xem một số những cái ví dụ, một số những cái ví dụ mà tôi đã làm từ từ rất lâu rồi. Thí dụ như là mua 1 lít bia, uống 1 lít bia tặng 1 lít xăng.
Chương trình này là chương trình rất kinh điển của quán bia của anh Túc, một cái chủ nhà hàng. Đấy, các bạn để ý là từ 2015, tức là đã cách đây 8 năm rồi. Đấy, của anh Túc đấy ạ. Đấy, anh Túc đầu hói hói. Anh Túc là một người bạn của tôi, là học viên của tôi và khách hàng của tôi. Đấy, và anh ấy khai trương một cái nhà hàng ở trên chỗ gần công viên nước Hồ Tây. Đấy. Và cái chương trình này rất là thành công, chạy quảng cáo và khách đến rất là thú vị, đúng không ạ? Vâng, các bạn thấy là rất là độc đáo và khách đến rất đông, bởi vì bia thì bia bia của Đức thì nó khá là đắt. Đấy. Thế là cứ uống bia là quy ra thành xăng. Quan trọng là các bạn nghĩ rằng cái chương trình shock và lạ. Đấy, chương trình này rất hay. Và tôi khẳng định với mọi người đây là chương trình mà tôi đã tư vấn cho khách hàng và làm rất là thành công, chạy quảng cáo trên Facebook. Tiếp theo cũng một cái chương trình tương tự như là chương trình là nhiệt độ ngoài trời. Tôi có một cái chương trình là nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu độ thì giảm giá bấy nhiêu phần trăm. Giảm giá theo nhiệt độ của đây các bạn có thể thấy cũng 2015 và sau này thì người ta cũng bắt chước. Đây là cái cửa hàng Mây Boutique, các bạn để ý cửa hàng Mây Boutique. Và hồi đó thì tôi cũng làm cố vấn ở đấy 1 tháng, tôi chạy cái chương trình này cũng rất là hiệu quả. Và tôi ở Mây Boutique thì tôi còn ra một cái chương trình là tặng một cái gậy chụp ảnh tụ sướng nữa cơ, rất là tốt. Thế còn một cái chuỗi khoảng 10 điểm bán đồ lót, mới lại bán sản phẩm là váy đầm bầu, thì tôi tung ra chương trình là mua váy đầm bầu thì tặng đồ lót bầu. Bởi vì cái thời điểm đó tôi phát hiện ra thấy rằng là khách hàng bầu bí thì họ không mua được đồ lót đẹp với cái kích thước mà nó lớn hơn. Thế là tôi mới tư vấn cho khách hàng của tôi là chủ của chuỗi bán đồ đầm bầu là đi đặt đồ lót đẹp. Đấy, đóng vào một cái hộp packing rất là đẹp, sau đó thì tặng cho khách hàng và chạy quảng cáo. Thế thì đằng nào họ cũng vẫn phải mua váy và họ lại nhận được một cái sản phẩm bầu như vậy, nó rất là đẹp và lại làm cho cái chương trình khuyến mại của mình nó thú vị hơn, và khách hàng sẽ ra quyết định nhanh hơn và dễ hơn và ưu tiên ra quyết định mua hàng ở chỗ của mình. Đó. Mà trong khi đó chi phí về quà tặng thì lại rất là thấp. Chi phí quà tặng, ví dụ mình sản xuất 3 cái quần lót bầu như vậy với giá chỉ khoảng tầm 6-70 nghìn, chúng ta có thể đã sản xuất được rồi. Đấy, hoặc là 80 nghìn là đẹp lắm rồi, và chúng ta có thể bán 250, bởi vì chúng ta tặng mà. Đấy. Thì hầu như những cái chương trình mà tôi đưa ra đấy là cái chương trình mà rất là mới và rất là lạ. Và sau này thì người ta sẽ có bắt chước, người ta bắt chước. Còn thực tế là chương trình gần như tôi đưa ra là những cái chương trình đầu tiên luôn của Mây Boutique, một cái hãng thời trang bán cũng rất là tốt. Một cái cửa hàng mà cũng tôi làm cái chương trình của bạn là bạn đã khai trương làm khai trương bán lạc kèm bia. À, khuyến mại. Đây. Thì cái này của bạn là Lại Huy Việt, cũng là một bạn là học viên của tôi rất lâu rồi, cũng từ 2015. Bạn ấy mở một cái cửa hàng thời trang. Để tôi bảo là bạn ấy mua một cái áo thun trắng về đi tặng, và sau đó chạy quảng cáo trên Facebook và thu hút được khách hàng. Đây này, có cả ý kiến của ông Phan Anh đánh giá này, nhưng thực ra là ông ấy nghĩ ra chương trình này luôn. Thế là cách làm là như thế nào? Cách làm là đặt mua một cái áo thun trắng không cổ, với giá các bạn biết rồi, giá sản xuất nó chỉ rơi vào 30.000 đến 40.000 thôi, và chạy chương trình là tặng tất cả mọi người. Mọi người không cần mua hàng, cứ đến cửa hàng là tặng, không cần mua, đến cửa hàng là tặng. Đó.
Thế thì nó sẽ có một cái tỷ lệ khách hàng người ta sẽ mua hàng sau khi người ta nhận được hàng. Và thực ra chi phí như vậy cũng rất là hợp lý. Đấy. Và cái này cũng ok, bán cũng được. Thì đấy là cái câu chuyện mà một số những cái chương trình khuyến mại lạ, thực chất là nó vẫn quy đổi về 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 tiền thôi nhé. Thì tôi xin khẳng định với các giám đốc kinh doanh hoặc là các giám đốc marketing rằng là khuyến mại thông minh, đúng lúc, đúng thời điểm và bằng những cái chiêu trò, những cái cách thức mà làm sao mà giảm chi phí. Quan trọng nhất là phải giảm được chi phí về khuyến mại. Còn nếu mà mình giảm bằng tiền trực tiếp trên số tiền là 30, 50, 70% thì mình sẽ không ăn thua. Đấy, mà mình phải khuyến mại bằng cách là tặng quà. Đấy, mà khi cái tặng quà như vậy thì nó làm cho mình được giảm cái chi phí. Giống như hôm trước tôi vừa tư vấn cho một chị chủ của một cái chuỗi bán nhà hàng Nhật rất là cao cấp. Đấy, thì tôi nói là chị bảo là từ xưa đến chị không bao giờ giảm giá, chị cũng không bao giờ chạy quảng cáo. Thì tôi nói là chị không cần giảm giá, chị vẫn bán giá nguyên như thế, nhưng chị có thể tặng thêm món, chị có thể tặng thêm đồ uống, tặng thêm trà của Nhật. À, và chị định một cái set trà đấy trị giá bao nhiêu tiền đó, 300 hay 400 hay 500 chị tặng cho người ta. Nhưng trong khi đó cốt của chị có khi là chỉ vài chục ngàn thôi. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy, tặng món, thêm món, không giảm giá nha. Ok, thì xin kính chúc cho các anh chị các bạn nghĩ ra được nhiều cái chương trình khuyến mại hấp dẫn, sáng tạo và có tính hiệu quả cao. Đấy, bởi vì ngày nay khách hàng tiêu dùng là họ không có khuyến mại là họ rất là khó ra quyết định mua đấy. Trừ khi những cái thương hiệu đấy là thương hiệu hết sức cao cấp, họ không giảm giá bao giờ. Họ dạy cho khách hàng một điều là phải mua ngay. Đấy, còn chúng ta thì bắt buộc phải có chương trình khuyến mại. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào.